Tiếp tục diễn biến bộ phim Tuyệt Thế Đường Môn, sau khi bị hai thành viên quá khích của Nhật Nguyệt Hoàng Gia nhảy lên sân thi đấu chuẩn bị tấn công, Huyền Lão đã có mặt kịp thời để giải nguy cho Từ Tam Thạch và lên tiếng thách thức. Người nào dám phá hỏng quy tắc cuộc tỷ thí thì cứ phóng ngựa qua đây. Lão sư của Nhật Nguyệt Hoàng Gia biết mình yếu thế nên chủ động cúi đầu nhận lỗi thay cho hai học viên. Hai tên đội viên vừa bị đập trong một trận, hồn đạo khí bị phá tan tành, giờ chỉ còn lại một đống sắt vụn. Dù trong lòng cực kỳ điên tiết thì bọn họ cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt nó vào trong bụng. Trọng tài cũng lên tiếng cảnh cáo cho bọn chúng, còn dám vi phạm nữa thì sẽ hủy bỏ tư cách dự thi. Trận đấu nhanh chóng được tiếp tục, Bối Bối là người tiếp theo ra sân. Đối thủ là một tên thanh niên có tên là Mễ Già. Vừa mới bắt đầu, Mễ Già đã bật hết hỏa lực nhằm đánh cho đối thủ không còn sức chống trả. Bối Bối nhanh chân tránh né toàn bộ công kích. Điều này làm cho khán giả cùng với Mễ Già đều bất ngờ. Một hồn sư hệ cường công sao lại linh hoạt như vậy? Điều bọn họ không biết là Bối Bối đã sử dụng bộ pháp di chuyển của Đường Môn. Mễ Già tiếp tục sử dụng ra nhiều thêm loại vũ khí mới. Hai bên trái phải đều bắn ra công kích, nhưng vẫn không làm gì được. Bối Bối phản công bằng cách ném ra nhiều quả cầu ám khí. Thoạt nhìn thì có vẻ vô hại, không được hầm hố và hoành tráng như các món hồn đạo khí. Vì chủ quan nên Mễ Già đã bị trúng kế. Quả cầu ám khí bắn ra nhiều kim châm, Mễ Già tạo ra một kết giới ngăn cản, nhưng vẫn chậm một chút. Vài mũi kim đã thành công đâm vào người, trên người kim châm lại có độc, gã ta nhanh chóng nằm xuống bất tỉnh. Thế là sự lầy khắc học viện lại tiếp tục giành được chiến thắng. Người tiếp theo ra sân là cô gái Mộng Hồng Trần. Năng lực của cô gái này được cho là khắc tinh của hồn sư phía học viện sự lầy khắc. Vũ hồn của cô ta là Chu Tinh Băng Thiềm, vừa sở hữu băng thuộc tính, vừa kèm theo chất độc. Bối Bối lần đầu đụng độ với loài vũ hồn này nên còn bỡ ngỡ. Hắn chọn cách đánh ra một trường lực ngăn cản độc từ cô ta, nhưng độc tố này lại không bị chặn lại. Làn sương độc nhanh chóng bao xung quanh Bối Bối khiến hắn ngã xuống. Học viện Nhân Nguyệt Hoàng Gia giành được chiến thắng. Người kế tiếp ra sân chiến đấu với Mộng Hồng Trần là Lăng Lạc Thần. Lăng Lạc Thần phóng xuất hàn khí ra xung quanh bao vây cơ thể lại nhằm tránh thoát khỏi làn sương độc. Sau đó bay lên không và sử dụng sa hồn kỹ giam cầm cô ta vào trong một cái lồng băng. Tưởng rằng sẽ giành được chiến thắng, nhưng không, chẳng biết từ khi nào mà Mộng Hồng Trần đã truyền độc vào trong băng khiến Lăng Lạc Thần bị trúng độc nằm bất tỉnh. Đến đây thì kết quả trận đấu loại cá nhân đã được cân bằng điểm số. Đối thực hoành là người tiếp theo ra sân. Dù cho có thua cuộc thì cũng phải khiến cho đối thủ tổn thương. Đối thực hoành dùng cách tấn công dồn dập. Hắn liên tục lao đến tấn công Mộng Hồng Trần, nhưng cô ta lại được trang bị hồn đạo khí hỗ trợ bay. Nhờ đó mà tránh thoát khỏi những đòn công kích dồn dập. Không những vậy, áo giáp và kiếm của cô ta đều có kịch độc. Biết là như vậy, nhưng đối thực hoành lại không thể nào né được hết tất cả độc dược. Cơ thể nhanh chóng bị độc tố xâm nhập vào bên trong. Bây giờ chỉ còn cách là sử dụng hồn kỹ và thể chất để áp chế độc, sau đó tốc chiến tốc thắng. Hắn không mình bạo phát hồn kỹ rồi lấy tốc độ sấm sét lao lên tấn công. Mộng Hồng Trần không kịp tránh né, thế là bị ăn một đòn vào bụng. Chưa để cho cô ta kịp phản ứng thì đối thực hoành đã tấn công dồn dập. Tuy nhiên, Mộng Hồng Trần lại được trang bị cả hồn đạo khí thuấn di nên dễ dàng tránh thoát khỏi trận mưa công kích, phản công ngược lại. Tưởng rằng chiến thắng sẽ thuộc về phía Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt Đế quốc vì đối thực hoành đã trúng độc quá nặng, đứng dậy còn khó khăn. Nhưng vẫn chưa, điều nằm ngoài dự liệu của bọn họ là trên người hắn lại có một khối hồn cốt phòng ngự, nhờ vậy mà thành công ngăn cản được hồn kỹ của Mộng Hồng Trần. Đối thực hoành ngưng tụ hồn lực vào nắm đấm rồi tung đòn đáp trả lại, bởi vì khoảng cách giữa hai bên đã quá gần, Mộng Hồng Trần căn bản không thể tránh né nên ăn một trọn đấm khủng khiếp. Cơ thể bay ra xa vài chục mét, nằm bất tỉnh nhân sự. Đến đây thì Học viện Sử Lệ Khắc đã chấm dứt được chuỗi thắng của phe đối thủ. Dù giành được thắng lợi thì bọn họ cũng phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Mộng Hồng Trần là con bài chủ chốt trong vòng loại đấu đơn này. Cô ta đã bị loại, còn có tên đội trưởng cũng tương đối ghê gớm chưa ra sân. Nhìn lại phía Sử Lệ Khắc, bước ra sân là Mã Tiểu Đào, người có chiến lực mạnh nhất trong chiến đội Sử Lệ Khắc. Khả năng Nhân Nguyệt Đế quốc không cao. Cho nên lão sư của bọn họ đã chọn cách từ bỏ vòng đấu cá nhân nhằm bảo toàn thực lực để tiến vào vòng đấu kế tiếp là 2-2-3. Mỗi bên học viện đều có một vòng giành được chiến thắng. Tỷ số hiện tại là đều nhau, kết quả cuối cùng sẽ dựa vào 3 trận đấu cặp kế tiếp là 2 lần đấu 2-2, 1 lần đấu 3-3. Xét về chiến lực, Sử Lệ Khắc hoàn toàn lép vế trong vòng đấu cuối cùng này. Phe địch thì vẫn còn học viên dự bị sẵn sàng được cử ra thi đấu bất cứ lúc nào. Còn Học viện Sử Lệ Khắc thì những người có hồn lực cao đều trọng thương,
chỉ còn lại Mã Tiểu Đào, Hoắc Vũ Hậu và Vương Đồng. Vì thiếu thành viên thi đấu nên một mình Mã Tiểu Đào sẽ cân hai phe thành viên đối thủ. Dù là vậy thì nàng ta vẫn cực kỳ tự tin, sáng vẻ rất kiêu ngạo. Mã Tiểu Đào dùng thế tấn công dồn dập, phe đối thủ tránh né rồi tìm cơ hội phản công. Ăn miếng trả miếng liên tục, tên đội trưởng Nhật Nguyệt Đế Quốc yêu cầu tên đội viên yểm hộ để tranh thủ thời gian cho hắn thi triển hồn đạo khí. Bọn chúng bắn ra một loạt mưa đạn. Mã Tiểu Đào sử dụng ra hồn kỹ Phượng Hoàng Lưu Tỉnh Vũ, phóng xuống vài trăm quả cầu lửa. Trong thời gian hai người đang giao chiến thì tên đội trưởng Mã Như Long đã hoàn thành xong quá trình bổ sung năng lượng cho hồn đạo khí. Lần này hắn ta không còn sử dụng các khẩu pháo nữa mà chuyển sang món vũ khí khác là thanh kiếm. Thứ đồ chơi này có hai loại thuộc tính là quang minh và hắc ám. Nó là món hồn đạo khí được đặc biệt chuẩn bị để đối phó với Mã Tiểu Đào. Thanh kiếm phóng ra một luồng sức mạnh màu đen. Mã Tiểu Đào phóng lửa ngăn cản nhưng hoàn toàn bị lép vế. Sau khi bị trúng chiêu, sức mạnh trong người nàng ta lập tức hỗn loạn. Nguyên nhân là trong cơ thể nàng ta có lực lượng của tà hỏa. Trước đó đã được Hoắc Vũ Hậu hỗ trợ áp chế. Mà món hồn đạo khí của tên Mã Như Long lại có thể khiến tà hỏa trong người nàng ta bị dẫn phát ra ngoài. Tâm trí dần dần mất kiểm soát. Phe địch thừa cơ hội này phóng ra một loạt công kích đánh cho Mã Tiểu Đào rơi xuống dưới sân. Lúc này sức mạnh tà hỏa đã bạo phát ra quá mạnh mẽ. Còn tiếp tục như vậy, Mã Tiểu Đào sẽ bị tà hỏa thôn phệ, hoàn toàn biến thành tà hồn sư. Chu Y định nhận thua để cứu Mã Tiểu Đào. Nàng ta lên tiếng bày tỏ ý định còn tiếp tục được và bằng vào việc sử dụng sức mạnh niềm tin cùng nguồn gốc liên quan đến vị thần chỉ Phượng Hoàng là Mã Hồng Tuấn. Mã Tiểu Đào đã vực dậy thành công, sức mạnh Phượng Hoàng tiến hóa, công lực gia tăng vài lần, chỉ với một lần bạo phát sức mạnh đã đẩy lui được hai thành viên đối thủ. Sau đó sử dụng ra thanh đào hồn đạo khí cấp 8 rồi lao lên đánh cận chiến với Mã Như Long. Mỗi một lần vung chiêu đều cực kỳ mạnh mẽ, Mã Như Long hoàn toàn không có cơ hội đánh trả lại. Mã Tiểu Đào thừa cơ tấn công, bổ ra một luồng kinh lực khủng khiếp. Tên kia quá hoảng sợ nên vội vàng lên tiếng nhận thua. Trọng tài nghe vậy lập tức ra sân ngăn cản đòn công kích. Học viện Sử Lệ Khắc giành được chiến thắng, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhẹ. Mã Tiểu Đào vừa kiệt sức, thậm chí là bị ảnh hưởng. Tương lai về sau không biết còn lạc quan được nữa hay không. Lỡ như sau này nàng ta trở thành tà hồn sư thì thực sự là đánh đổi quá lớn. Bây giờ chỉ còn lại Hoắc Vũ Hậu và Vương Đông. Huyền Lão lo lắng cho hai người. Ông muốn từ bỏ cuộc chiến để bảo toàn chiến lực. Hai người còn rất trẻ tuổi, tương lai còn có khả năng vô hạn. Cuộc thi đấu mà xảy ra bất chắc là sẽ lại giống như Mã Tiểu Đào. Tuy nhiên, ý bọn họ đã quyết, hai người không thể để hành động của Mã Tiểu Đào vô ích được. Bọn họ đều muốn ra sân quyết chiến một trận. Vòng cuối cùng gồm 3 cặp đấu 3 trận. Bên nào giành được 2 trận thắng sẽ là giành được chiến thắng chung cuộc. Nhưng Sử Lệ Khắc lại thiếu nhân lực nên chỉ có thể đánh 2 trận. Cho nên đây chính là trận quyết định tỷ số. Nếu Hoắc Vũ Hậu và Vương Đồng chiến thắng thì thắng lợi sẽ thuộc về học viện. Diễn biến trận đấu quyết định sẽ có trong tập phim tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại!